Hoa Kỳ và Anh Quốc sẽ tập trận về an ninh mạng liên quan đến tài chánh, tin từ London, Anh Quốc. Hoa Kỳ và Anh Quốc sẽ tập trận để xem các nhà quản lý hành động như thế nào nếu khu vực tài chánh bị tấn công mạng hoặc gặp các vấn đề về kỹ thuật thông tin. Cuộc tập trận được thực hiện vào cuối tháng này, tập trung vào việc các viên chức quản lý của hai trung tâm tài chánh lớn nhất trên thế giới ở New York và London liên lạc với nhau như thế nào trong trường hợp khẩn cấp. Andrew Borstal là phát ngôn viên của cơ quan an ninh mạng của chính phủ Anh Quốc, gọi tắt là CERT UK, cho biết là để giảm giá chi phí, hai nước sẽ nối các bên thứ ba trực tiếp vào hệ thống mạng. Hai bên cũng cho phép cung cấp thêm nhiều thiết bị cho dịch vụ khách hàng nhằm để giảm bớt chi phí. Tháng Giêng năm 2015, Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Anh Quốc David Cameron đã thỏa thuận rằng hai nước sẽ tổ chức tập trận chung trong năm nay, phối hợp với các hoạt động phản ứng trước một cuộc tấn công mạng vào các lĩnh vực tài chánh của họ. Các doanh nghiệp ở hai bờ Đại Tây Dương đều lộ ra những lỗ hổng để cho các nhóm hacker tấn công. Mới tháng trước, thì các nhóm hacker đã đe dọa là chúng sẽ thâm nhập vào kho dữ liệu chứa thông tin của 4 triệu khách hàng của công ty viễn thông TalkTalk, Anh Quốc, và 15 triệu khách hàng của tập đoàn T-Mobile Hoa Kỳ. Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ và Anh Quốc, Ngân hàng Trung ương Anh Quốc và các nhà quản lý Hoa Kỳ.